Thưa các bạn, thỉnh tiếng chuông đầu tiên sư thấy. Có nhiều bạn đã chính thức đóng cửa trái tim. Tại có mở cũng ngoài vào. Nói thật các bạn chứ, để sư chỉ cho các bạn cách để có người yêu. Các bạn nhắm mắt lại đi, rồi mở mắt ra đi. Nói vui vậy thôi chứ bản thân sư cũng hết cách rồi. Định á, không có yêu ai, mà nào ngờ không có ai yêu. Thỉnh tiếng chuông thứ hai, sư thấy có nhiều bạn rất có lý trí trong chuyện tình cảm của người khác, còn bản thân thì mù tịt. Cho nên bởi vậy người ta nói á, tình yêu là một cái bẫy ngu dốt, nhưng tiếc mình là đứa thích chơi ngu. Nắng kia không thể làm mình cháy, nhưng người yêu cũ chắc chắn làm mình cay. Thỉnh tiếng chuông thứ ba, sư thấy cứ sơ hở là hỏi vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa. Ủa alo, có phải tuổi con cua đâu mà sao nghe quá vậy? Tỉnh luôn ba hồi chuông trống Bát Nhã, sư thấy cấu hình á thì thân thiện dễ mến, mà mở miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Em cảm ơn anh đã loại em. Em cảm ơn tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much. Bởi vậy, quan điểm của em là thái độ còn hơn cả trình độ nữa. Lên bia, lộn, lên trà. Trong tình yêu á, đôi khi cũng có những cái sóng gió. Nhưng mà các bạn đừng có buồn. Các bạn có tình yêu đâu mà sợ sóng gió. Bởi vậy, tay ga nắm còn chưa chắc, mà cứ đòi nắm chặt tay anh. Rảnh một cái là cứ rủ nhau đi ăn mì cay cấp độ 7. Mà đời có chút đắng cay là em chịu không nổi.